Bây giờ mình sẽ vô săn lửa nha. Săn ngọt ngào. Năm bèo. Bạc đen. Dòng này đi làm kéo lên cực ngọt nha anh em. Mình sẽ vô săn lửa.
dây tự động nó chịu lại. Chịu lại ha. Cho nó nằm ngoài luôn, nằm ngoài đùi luôn. Ừ đúng rồi. Phải có khác biệt nha anh. Súng bình. Đây cái lọc gió nào mà cũ quá nó cũng rất là quan trọng nha. Cũ quá mà nhớt đầy gì anh em nên thay cái khác. Đi em cho nó lượt bụi á, vô gió cho nó ngọt. Chạy được chứ. Chạy đi thôi, chạy lại cũng được đó. Em sẽ vô bô lại một hai chiếc xe nghe nè. Đây là bô lại một nhập khẩu mà la. Đây chiếc xe này là máy vô bô. Vô bô loại 1 luôn. Cái này vô luôn, vô mình sang loại 1 nha anh em. Đây vô bô Malai với mình sang luôn. Mikuni. Móc đây. Giờ mình sẽ cho anh em nghe được cái tiếng bô. Cái bô trên xe ha. Bô xe là bô Tiger. Thank you.
Cái bình xăng cũ chảy xăng. Chảy xăng rất nhiều. Rồi sau khi vô bình xăng xong thì mình sẽ xuống lên bộ tem 2000. Đây là tem 99 nha. Đây là bộ tem 2000. Còn đây là đít đèn Satia. Giờ mình sẽ xuống đít đèn Sibo 2000 luôn. Đây cái đít đèn Sibo 2000 là một đúng của Malay. Cái chữ S luôn. Vô mình xăng bô rồi xong nha, đi lại tem luôn, đưa đèn cho nghe, cho anh em nghe được cái tiếng nổ của bô lời một nha. Này của Viva thì tải không đủ hay yếu nha, nên chúng bị bút tì rất là yếu. Đây phục vô về cây về đây, cây về của Malay bên đây, đây là phục thường này, cũng vô phục cây về luôn nghe nè. Phường này cái chân nó hay tròn nha nè, tròn và thân phục nó nhỏ, ốm yếu, rất là nhỏ luôn, nhỏ hơn phục Viva nhiều luôn nè. Bởi vì mình đi như vậy nó bị dúng không ngon, bị chặt đầu, bị trưng với ghè, giờ lên tốc độ cao thì nó hay đảo nữa. Cây B có nguyên đàn chỉ chạy từ trên xuống dưới nhà, mặt trong, mặt ngoài, mặt ngoài cái mẫu mới nó sẽ bị dạt chút xíu vậy nè. Nhúng thì rất là yếu. Thân phụ cứng và bự hơn nha. Cứng cáp bự hơn sụ phụ xung ra xíu. Mình sẽ vô hai chiếc, mình sẽ test thử cái độ nhúng của nó nha.
cái đầu này hơi yếu nè, nó nhúng tới đây luôn. Nàng có thấy cái giống cũ của nó nè. Mình tháo bên đây. Đây. Giống cũ nhúng rất là sâu. Giờ sẽ vô luôn. Giờ mình sẽ ra test thử xíu nha anh em. Thiếu xăng rất nhiều nè, thả lại rất là chậm. Vô bình lợi 1 bình này nhỏ xíu rồi, đi rất là thiếu xăng, thả rất là chậm. Xong nghe nè, đi là đủ xăng không? Bình cũ nha, đi bình này nhỏ quá đi không đủ. Sẽ cảm nhận được. Thank you.
vô bô xong nha anh em, nghe tiếng nổ của nó nha. Cần bô là một nổ tay tái ra lo liên hệ mình nha.